Cua xong cái bắt đầu là ra tới đây mấy cái thế nhánh này là mấy cái thế nhánh đậu nè, bảo đảm trăm trăm đậu luôn. Ừ. Cái thế nhánh này nè, còn bao nhiêu là lãi hết, ba này lãi hết là cái lúc là lúa mắc cua là mình đã làm rồi, làm miết tại mình không có công thôi, chứ đúng ra nó làm từ cái lúa mắc cua luôn, nó tiết kiệm hơn công sức cho mình đúng không? Ừ. Mà là nó nuôi dinh dưỡng cho cây nữa. Với lại hơn nữa, ví dụ như nó ra nè, cái này nè nó hút ghê lắm nè. Yeah. Mấy cái bông này nó hút mà rốt cuộc lại nó có đậu đâu. Yeah. Không có đậu. Nó chỉ ăn xong rồi nó nhả thôi. Vậy nguyên cái nhánh này thì cái nào giữ lại, cái nào bỏ lên nè. Nguyên cái nhánh này thì coi như là lãi hết, chỉ còn chừa chùm này với chùm này thôi, hai chùm thôi, còn nhiêu là tải hết. Cái này. Hả? Lãi luôn, lãi hết luôn cái mà. Này. Đã nói cái có hai chùm này thôi, kể cả chùm này cũng phải lãi nữa nè. Dạ. Chùm này nó ngon vậy nè, nhưng mà còn phải lãi nè. Chùm này nó mọc ngược cái đó. Tại vì nó ở trên đây. Dạ, nó nằm cái thế dưới này nè. Dạ. Nó đu cái trái được. Nó đu. Đó. Ở thế dưới này nè, đó, yeah. Nó mới ngon. Mà cái nhánh này giỏi lắm rồi, nó đậu chừng hai trái là cái nhánh này cột mẹ rồi. Dạ. Đúng rồi, hai trái đúng rồi. Hai trái thôi. Còn mấy cái bông ngoài này anh? Là lãi hết luôn, cái nhánh là lãi hết luôn, bỏ hết luôn. Vậy thì bây giờ lãi được chưa? Lãi được, nhưng mà của người ta mày lãi chi? Ta lãi, họ chửi. Coi như là cô chú là nguyên cái này là chú lãi hết luôn nè. Vậy là mình ưu tiên mấy cái chỗ mấy cái chùm mà có nhánh này đúng không? Này, cái thế nhánh ở dưới đây nè, dưới cái nhánh này. Đó là mình để cho dự phòng thôi, chứ còn đúng ra của nó là chỉ cái nhánh này chỉ có hai trái thôi, ba trái thôi. Nếu mà nhánh khỏe này là ba trái là được rồi. Trong này lại hết, đúng rồi, nó lại hết mà. Như cái thế nhánh này là lại hết, chỉ chừa có một cái chùm này thôi nè. Mà chùm này thấy nó cũng không chưa đẹp lắm đâu. Nó chưa đẹp lắm nè. Chưa đẹp lắm. Cái nhánh này chỉ cần yêu cầu nó đậu cho một trái là ngon à. Chứ đâu phải. Cái này để được không chú đệ? Không. Không được luôn hả? Không bao giờ đậu. Không bao giờ đậu luôn chứ. Đừng nói. Như nhánh này đi, nhánh này từ trong này ra đi. Thì đây là cái bông yếu nè. Bông yếu này là chưa chắc đã đậu nè. Nó chỉ đậu là đậu ra cái dàn này thôi nè. Đó. Còn nếu mà của người ta khỏe là người ta lấy trái từ đây vô, từ đây nè. Từ đây ra tới đây. Đó, như cái nhánh của chú đó mày thấy không, bông tư trong đây ra mình chọn bông nó dễ lắm. Còn bây giờ là mấy cái nhánh này không bao giờ đậu nè. Đó, mấy cái bông này không bao giờ đậu nè, nó chỉ đậu là đậu cái thế này nè, đó cái chùm này nè, dưới cái chùm này nè, đó mấy cái thế này nó mới đậu nè. Còn lại là mình vớt hết. Vậy đó. Mấy cái đá này chắc cũng vớt luôn chứ gì đúng không chú đệ? Như mấy cái thế này á, là mấy cái thế này như có thể như cái nhánh này mình để cái vàng này được nè. Ngoan vàng này là mình phải hết nè. Thế này nè, thế này mình còn để được nè, còn thế này là từ ra ngoài, tại vì cái nhánh này nó xà đuối. Thì nhánh này để như nhánh này để được nè. Cái thế còn, nó đi xuống rồi đúng không? Như vậy là phải hết luôn nè. Mấy cái chùm này để được nè, sau này mình tuyển lại, nó lớn lên mình còn tuyển lại nữa. Bắt đầu nếu mà người ta có công là người ta tiễn cái này rồi nè. Đó, người ta tiễn bớt rồi nè. Đó. Cái nhánh này giờ em nghĩ giờ nhánh này nó đeo ba trái thôi chứ sao mà nó đậu hết cái này, sao chịu nổi. Đó, như mấy cái thế này. Để cho hỏi nhánh này đi. Giờ chọn cách chọn bông của nhánh này. Cái nào giữ lại, cái nào bỏ. Cái này lãi nè, ba cái này để nè. Để là để trừ hao thôi. Yeah. Chứ của nó là như cái nhánh này ba trái là ngon rồi. Còn bao nhiêu lãi hết. Còn như từ đây nè. Từ đây nè, là lãi sạch ra đó. Dạ, lãi khi nào anh? Khi nào cũng được hết. Có nghĩa là từ cái lúa mắc cua mà nó cái thế của nó mà nó ra cỡ này rồi á, khúc vậy rồi á. Là bắt đầu mình chọn cho cái thế. Như cái thế ba cái chùm này để nè. Còn bao nhiêu là từ ra đại cạnh, tại vì mấy cái nhánh này mình nhanh yếu nó có đi chăng nữa nó không có đậu. Nó không có đậu. Vậy là mình để hướng từ 5 giờ đến 7 giờ là đẹp. Tầm khung chỗ này thôi. Nằm khung chỗ đó. Là đẹp. Tại vì tùy theo cái nhánh để mình để thôi. Còn lại ngoài này là lãi hết. Lãi hết. Đó, như cái này là thằng nào kỹ sư nào biểu đậu cái nhánh này anh chịu gì cũng chịu. Không bao giờ đậu. Không đậu được. Như cái nhánh này mai ra được một trái nè. Đó, còn bao nhiêu là lặt hết nè. Cái nhánh này nó nuôi chừng trái một chứ mấy. Không có đâu. Mà. Vậy chứ cái nhánh này mà vậy chứ cái chùm này nó đậu ngon lắm nha.
cái này mà đủ dinh dưỡng cái nó tròn lại luôn nè, tròn lại tròn lại luôn á. Nó mới đầu nhỏ nó hơi méo nhưng mà lớn á. Lớn cái này là do nó mập sau thôi chứ nếu để là vẫn để được đúng không chú đệ? Do nó mập sau thôi, mập sau thôi đúng không? Nhưng mà cái ông nội ri ổng còn đỡ hơn ông nội Thái. Ông nội Thái là ổng mà ra đợt này là ổng đi luôn, rụng hả? Không bao giờ nó lại mới đợt sau đi rồi hít. Cái thằng kia mới gặp nó hồi sáng nè, nói mà sầu riêng của em rụng quá rồi. Mình mới hỏi ri hay xá hay Thái, nó nói Thái, nói đúng rồi, tại vì cái lọt đầu của chú á là 15 trái, lọt sau nó ra 30 trái đó chú đừng có hòng mà lạng quạng, nếu không biết xử lý là rụng hết luôn, cả vàng đi luôn, đi luôn cả vàng. Vậy như nhánh này anh, nhánh này là mình để từ đây là mình để trừ hao nha, sau này mình mới tiễn, để từ đây là mấy cái chùm này ra là mình để được rồi nè. Đó, còn bao nhiêu ra đây là anh đã giải thích nãy rồi đó, lặt hết. Từ ngoài đầu cành ra là lặt hết, cái chùm này ngon nè, còn bao nhiêu đây ra là lặt hết. Như còn cái nhánh nhỏ xíu vậy, không bao giờ đậu, lặt hết, bỏ luôn hả? Không bao giờ đậu. Như cái nhánh này nè, không bao giờ đậu cái nhánh này, tuy vòng bông rất là đẹp nè, nó không bao giờ đậu. Vậy lắc bỏ luôn ha. Lắc bỏ hết. Bỏ luôn. Không bao giờ đậu. Này nè, đây lặt cho anh ta cái nè, đó. 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 Nhánh này nè, nhánh cái chùm này với cái chùm này đậu nè, để nè, em như lặt nè, thấy chưa? Đó là cái nhánh này đó, bắt đầu bao nhiêu lực cái bắt đầu nó dồn vô, đó trừ hai nhánh này nè. Cái này lặt đi luôn nè. Chỉ cần cái nhánh này hai trái là ngon. Thấy không? Lặt hết nè. Nhánh này hai trái là ngon, mà cái thế này là thế hay đậu lắm. Cái nhánh này nè, cũng như cái thế này lạc đi nè, đó. Đó, lạc đi nè, ha, lạc đi nè, đó, lạc đi nè, trừ hai chùm này lại thôi. Cái chùm đó là phải nói là nó đậu cực kỳ luôn á, ngon lắm luôn á, cái thế lực của nó. Còn cái ba cái cây sầu riêng của em, của anh mà biết không, nó bông tư ở trong thân, nó bông ra thì mình để phút này nó cái lực nó ngon, lực nó ngon mình chọn được bông, còn cây này nó yếu bông.